tự mãn rằng đời sống của tôi tốt đẹp. Mình tự mãn rằng á à, mình là tiên tri của Chúa, Jonah là một tiên tri của Chúa, Jonah tự mãn cái điều đó. Mình à, mình bào chữa về cái sự công bình riêng của mình. Nhưng những cái sự công bình riêng của mình là những cái chiếc áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi. Hallelujah. trọng kính chào hội thánh Cảm ơn chúa buổi sáng hôm nay tôi lại được uh, tiếp tục học lời chúa với hội thánh à, tôi xin được uh, chia sẻ trong phân đoạn kinh thánh Yona đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10 Yona đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10 xin hội thánh chúng ta uh, cùng tra xem kinh thánh với tôi à, và tôi xin được chia sẻ đề tài là sự ăn năn thật sự ăn năn thật à, tôi xin được à, uh, trước khi đọc lời Chúa kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên à, chúng ta à, tôn trọng khi chúng ta đọc lời Chúa à, chúng ta có cái sự kính kiêng trước lời của ngài mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa trời phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình ai biết rằng hoặc Đức Chúa trời sẽ không xây lại và ăn năn xây khỏi cơn nóng giận mình hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao Bây giờ, Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình. Đức Chúa Trời bèn an năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ và Ngài không làm sự đó. Amen. Tôi xin được cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, xin Đức Thánh Linh Ngài vùi giúp con ở trong lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí, quyên bản chị em chúng con tại nơi đây để chúng con học lời Chúa và chúng con hiểu biết lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Đức Thánh Linh chúng con ở đầy đầy dẫy trong tấm lòng của chúng con trong thời giờ này, con dâng lên cho Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời Thánh cùng ngồi. Qua phân đoạn kinh thánh Jonah đoạn 3 câu 10, chúng ta thấy đây là một câu chuyện về dân thành Ninive và cũng có tiên tri Jonah ở tại đây. Cái điều mà tôi muốn nói về sự ăn năn không phải là sự ăn năn của Jonah mà là sự ăn năn của dân thành Ninive à, không có bao không có khi nào mà chúng ta à, có được một cái tập thể mà đồng lòng ăn năn ngay và liền ngay lập tức cùng một lúc quyết liệt kiên ăn cầu nguyện mặc bao gai à, đổ tro lên đầu vân vân tất cả mọi điều này là một điều kỳ diệu chỉ có Chúa mới có thể làm được mà thôi à, còn con người chúng ta thì sẽ không làm được à, có 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 một câu chuyện và về một cái người bạn của tôi người bạn cùng học thần học chung với tôi anh là một chấp sự ở trong hội thánh hội thánh tại CMA tại trên sài ở Đà Nẵng thì à, à, gia đình của anh là cha mẹ tin Chúa rồi anh được sinh ra sinh trưởng lớn lên trong lời của Chúa trong cái nôi của tinh lành rồi anh được học lời Chúa rồi anh là là một là một thanh niên trưởng ban thanh niên rồi là một chấp sự hội thánh anh giảng dạy anh chia sẻ anh phục vụ trong hội thánh rất là sốt sắng Bỗng một ngày kia anh bị nhức đầu và cái cơn nhức đầu mỗi ngày một tăng lên. Mới đầu thì anh đi mua thuốc ở các hiệu thuốc tây anh uống mà không không hết không khỏi uống hết lần này đến lần khác mà không khỏi. Sau đó anh anh mới tìm đến những cái vị bác sĩ ở địa phương thì các vị đó cũng cho anh thuốc mà anh uống cũng không hết rồi anh đi đến bệnh viện lớn Đà Nẵng cũng không hết mà không tìm ra bệnh chỉ biết là anh nhức đầu thôi rồi cuối cùng người ta chỉ anh vào Sài Gòn anh đi đến bệnh viện chợ rẫy thì ở tại bệnh viện chợ rẫy cũng làm các xét nghiệm cho anh và chụp em ray chụp đủ thứ đó. rồi họ mới họ mới xác định xác nhận là anh đau nửa đầu bên trái vậy thôi chứ họ không có nói rằng anh bị u não hay là gì cả à, rồi họ cũng cho anh thuốc và anh về nhà anh uống cũng không hề khỏi cũng không chịu khỏi anh anh nói là tốn rất là nhiều tiền rồi à, sau đó là người ta mới chỉ cho anh có những cái người ngoại á, người ta chỉ cho anh rằng à, tập yoga thì sẽ hết nhức đầu thì anh lúc đó anh mới nghĩ rằng à, à, để anh làm thử coi sao thì anh tập yoga thì anh nghĩ rằng á là việc tập yoga này để cho anh hết nhức đầu thôi chứ không có không có hại gì và khi mà anh tập yoga như vậy thì anh có có thấy là bớt bớt đôi chút và có những người ở trong hội thánh như là mục sư nè bạn bè ở trong trang lứa đồng trang lứa của anh nè khuyên nhủ anh là đừng có tập yoga tập yoga là là thờ thần tượng tại vì những cái 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 À, cái à, tư tư thế mà tập á là là những cái tư thế thờ thần tượng của cái à, một cái đạo ở Ấn Độ họ họ mở ra cái việc tập yoga này mới với đầu với mục đích đầu tiên á, là cho sức khỏe thôi họ làm à, mời đi cái điều mà họ cần làm đó là đưa con người ta trở nên à, là một cái sự kiêu ngạo một cái sự giống như chúa à, khi mà tập yoga mà một thời gian á nâng lên nâng cấp lên á một một thời gian á thì người ta nói rằng á là người ta sẽ được trở nên là một cái bậc thánh nhân giống như đức chúa trời vậy đó là một cái điều mà ma quỷ muốn tác động lên những cái người mà chưa biết gì á họ kỹ nghĩ là tập và tập để mà cho sức khỏe thôi đó thì À, anh không nghe anh nói là tôi là chấp sự trong hội thánh tôi giảng dạy lời chú chẳng lẽ tôi không có tôi không biết ra tôi tôi không uh, không vững đức tin hay sao mà anh chị em cứ khuyên tôi là đừng tập tôi chỉ tập để tôi khỏe thôi cô không bị nhức đầu thôi nhưng mà một thời gian sau anh tập anh tập dần tập dần mới đầu anh ngồi thiền được 5 phút sau đó anh ngồi thiền 10 phút rồi 15 phút khi mà anh ngồi thiền đến 30 phút đó, anh làm chứng lại anh làm chứng lại ở trong lớp học á. Anh nói rằng á, là anh lúc đó anh cảm nhận được có một cái lực gì đó nó ập lên người anh, nó đi vào trong người anh như vậy á. Rồi từ lúc đó bắt đầu là anh khác liền. Con người của anh nó hoàn toàn khác. Bắt đầu anh không muốn muốn đi nhà thờ nữa, anh không muốn giảng dạy lời chú anh không muốn gặp gỡ những người trong hội thánh nữa. Anh bắt đầu anh thích đi đến chùa. Anh đi đến chùa và anh thích nghe các sư thầy ở trong chùa đó thuyết giáo Phật pháp rồi khi mà anh đi đến chùa như vậy anh nghe các sư thầy xong rồi anh chưa thấy chưa chưa đủ anh mới đi đến tìm những cái ông thầy pháp thầy phù thủy pháp thuật luyện bùa luyện ngải đó rồi anh người ta cho anh những cái loại bùa ngải gì đó về nhà để dưới gối để mà ngủ cho hết nhức đầu mà ngủ được và cứ từ từ anh lạ, anh đi từ sai lầm này đến sai lầm kia sai lầm nọ rồi cuối cùng á anh bị quỷ nhập hoàn toàn hồi cái lúc mà nó nói áp chế anh á là nó chỉ xâm nhập vào trong cơ thể anh thôi rồi nó mới khiến anh làm những điều sai lầm rồi đến đến lúc mà anh đã hoàn toàn thuộc về nó rồi nó điều khiển anh hoàn toàn cái lúc đó là ở mức độ là bị ma quỷ điều khiển anh trở nên là một người hung dữ là một người dữ dằn như như một con thú vậy đó và gia đình của anh sợ quá mới đem anh um, đi đến hội thánh đi đến gặp các mục sư để cầu nguyện giải cứu cho anh và à, sau đó thì anh được cầu nguyện anh được chúa giải phóng ra anh được uh, chúa uh, cất bỏ ra những cái điều uh, những cái những tà linh những cái những cái con quỷ ở trong cơ thể của anh ra con người của anh ra và anh ăn năn trước mặt chúa anh uh, uh, anh làm chứng lại cái điều này uh, thiết nghĩ tôi ơi và quý ông bạn chị em có bao giờ mình rơi vào cái trường hợp là mình ăn năn nhưng mà khi mà ăn năn là mình phải buộc ở trong cái tư thế mà bị ép buộc À, bởi vì cùng đường rồi giống như ông Jonah đó ông mới đầu ông không chịu à, vâng theo lời Chúa à, đến nỗi mà ông trải qua một loạt sự kiện rồi rồi bị con con cá nó nuốt vô trong bụng á rồi lúc đó đó giống như xuống âm phủ rồi không còn có con đường nào thoát ngoài cái con đường ăn năn thì lúc đó mình mới ăn năn hay không thì qua câu chuyện của cái anh chấp sự này là người bạn học của tôi chứ không phải là một câu chuyện không có thật thì tôi thấy được rằng chúng ta nhiều khi chúng ta rơi vào trong cái tình trạng giống như cái anh này vậy đó là à, không có nhận ra cái sai lầm của mình từ đâu để mà mình ăn năn à, à, có một cái câu chuyện tôi sưu tầm ở trên mạng là có một cái ông này ông ông có một cái đồng hồ rất là quý hơn cả tỷ bạc á rồi ông mới gửi cái đồng hồ ông ra ông mới để trên cái bồn rửa mặt á để ông tắm rồi xong rồi khi mà bà vợ ổng đi vào rửa mặt Đi vào đánh răng xúc miệng Thì thấy cái đồng hồ của ổng như vậy Để đó thì sợ là văng bọt xà phòng vô Thì bà mới cầm cái điện cái cái đồng hồ bà để trên cái bàn Ở ngoài phòng khách Để cho nó an toàn, nó không bị dính nước, không bị dính xà phòng Thì khi mà đứa con của à, của họ đó đi học để để cặp sách dĩ trên bàn rồi vơ cái cặp vơ cái giỏ đó thì làm rớt cái đồng hồ xuống đất đó làm rớt cái đồng hồ xuống đất và làm bể, bể mặt kính nước mặt kính gì đó thì ông này mới giận dữ ông giận dữ ông mới la mắng đứa con và đánh đứa con rồi ông mới quay ra ông mới mắng luôn người vợ là tại sao ông để yên cái đó thì để cho ông đi em đem đem ra ngoài bàn để làm gì rồi khi mà ông đi đến đến sở làm á thì khi mà ông chủ ông mới nói là đâu đưa cái bộ hồ sơ ra để cho đối tác ký hợp đồng thì ông mới sực nhớ là ông ông quên để ở nhà bởi vì ông giận ông lo ông mắng con ông lo ông mắng vợ cho nên ông ông quên để cái bộ hồ sơ ở nhà và ông lật đật quay về nhà ông lấy cái bộ hồ sơ thì là vợ ông đi chợ mất rồi khóa cửa ông không có chìa khóa để vào rồi cuối cùng đó là ông mới gọi điện cho bà vợ thì bà vợ mới lật đật chạy về chạy về thì trong cái cái lúc vội vã chạy xe va quẹt bị uh, bị bong gân chân rồi không có đưa về không có chạy đưa cho ông điện đưa cái uh, chìa khóa cho ông vào nhà được và thế là ông sếp ông mới gọi điện ông mới hủy luôn ông nói thôi ở nhà luôn đi khỏi đem hồ sơ nữa người ta đã hủy hợp đồng rồi rồi uh, ông mới là phải đưa vợ ông đi vào bệnh viện rồi khi mà ông đang ở trong bệnh viện với vợ thì À, giáo viên của con ông gọi điện cho ông nói rằng mời ông đến để làm việc bởi vì con của ông là à, học kém à, làm bài không được không thuộc bài vân vân thì, thì cái đứa bé nó bị cha nó đánh mà nó đi học mà rồi nó bị nó bị phân tâm nó không có còn tâm trí để học hành nữa nó đi đến trường nó bị điểm kém rồi mà rồi khi mà ổng chạy đến trường để ổng họp phụ huynh với giáo viên rồi ổng về thì hai cha con mới ngồi lại mới nói rằng ồ tại sao hôm nay rất là nhiều chuyện xảy ra liên tục như vậy à, không biết là lý do như thế nào mới lần hồi lần hồi mày mò từ việc quên hồ sơ từ việc bị đụng xe từ việc mới lòi ra là cái đồng hồ mà ổng để ở trên cái bồn ở rửa mặt thì chúng ta thấy chúng ta phải nhận ra cái sai lầm của mình từ từ ở đâu để chúng ta ngay lúc đó chúng ta lập tức chúng ta ăn năn ăn năn với Chúa ngay lập tức và chúng ta phải à, quyết liệt phải từ bỏ những cái tội lỗi những cái sai lầm của mình để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp được Chúa ban cho phước hạnh. Ở đây trong cái bối cảnh của Jonah đoạn 3 lời Đức giê va phán cùng Jonah lần thứ hai. À, chúng ta thấy lời của Đức giê va phán cùng Jonah lần thứ hai có nghĩa là gì? Có nghĩa Chúa, có à, là lại à, ở trong cái uh, câu kinh thánh này là lại có lời Đức Giê-ô-va phán cùng uh, Jona Na lần thứ hai có nghĩa là lần thứ nhất Chúa đã tha thứ và Chúa cho tiếp tục cơ hội lần thứ hai để mà Gio uh, Na có cái uh, có cái sự phục hồi có cái sự hối lỗi có cái sự ăn năn để làm cái công việc của Chúa chứng tỏ Chúa là một Đấng nhân từ kiên nhẫn dầu lòng thương xót và ngài không bỏ rơi những người ngài đã chọn dù họ có sai lầm. Thì lần đầu tiên Jonah đã không vâng lời rồi. À, ông chạy trốn khỏi cái nhiệm vụ của mình. Ông không muốn làm theo thực hiện theo lời của Chúa, mặc dù Chúa đã cho ban cho ông cái cơ hội để làm công việc Chúa mà ông không làm. Ông đi trốn Chúa, ông thay vì ông đi đến thành Nineveh là cái thành mà à, ông cần nói thì ông lại trốn đến trốn đến Tarshish và chúng ta biết rằng tại sao tại sao mà dân thành Ninive này bị chúa đoán phạt không anh ông bạn chị em có biết tại sao không tại vì cái dân thành Ninive này nó rất là độc ác anh chị em nó là người Assyri dân thành này là người Assyri mà người, cái đế quốc Assyri theo cái lịch sử mà ở bên ngoài á chứ trong kinh thánh thì không có kể người ta kể lại rằng cái dân Assyri là một dân tộc hùng mạnh đi đến đâu là chiến thắng đến đó hùng mạnh về chính trị quân sự văn hóa và à, dân Assyria này thống lĩnh được nhiều được nhiều cái đất nước xung quanh lân cận à, và à, khi mà dân Assyria này nè đi chiến trận á, mà bắt được cái quân địch rồi á, thì họ tàn ác vô cùng họ, họ móc mắt mổ bụng môi gan sống người ta lột da người ta kinh khủng lắm các bạn chị em do đó cái cái sự tội ác của họ lên đến tận đức chúa trời cho nên ngài phải hủy diệt cái dân thành Nineveh này. À, nhưng mà à, Chúa có cái tấm lòng nhân từ và thương xót, à, ngài cho cái dân thành Nineveh này có cái cơ hội để ăn năn. À, tôi tôi nói đến đây mà tôi rất là rùng mình, bởi vì á, hiện hiện nay nè đang chiến trận tại Myanmar đó, ông bạn chị em có biết không? cái người gì cái người Myanmar cái phiến quân á, họ bắt được cái quân địch của mình và họ cũng làm y như dân thành Assyria này. Và tôi ngày trước tôi coi kinh thánh thì tôi chỉ biết vậy thôi, biết dân thành đi ve tội lỗi thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi vô tình thôi, tôi không có cố ý, không có tò mò. Tôi vô tình, tôi lướt ở trên mạng thì tôi thấy cái cái cảnh người ta người ta giả mang khủng khiếp vậy. Xin lỗi ông bạn chị em chúng ta đừng nên coi. Coi rồi anh chị ông bạn chị em bị sốc tâm lý rất nặng, không ngủ được. Có người bị hoảng loạn luôn. Nó rất là kinh khủng, nó rất là ghê. Môi gan, môi ruột ra rồi ăn luôn, ăn tim người ta kinh khủng lắm mà bạn chị em ơi. À, là chúng ta à, khi mà tôi nghĩ đến tôi tôi thấy cái hình ảnh này là tôi nghĩ liên liên tưởng đến dân thành Ninive. Bởi vậy cho nên Chúa mới là Chúa mới mới, mới 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 hủy diệt cái dân thành này. Và à, Đức Chúa Trời á phán cùng Jonah một lần nữa là minh chứng cho lòng thương xót của Ngài. Ngài không chỉ kiên nhẫn với Jonah mà Ngài còn muốn cho dân thành Ninive có cơ hội để ăn năn tránh khỏi cái sự hủy diệt. Điều này cho thấy rằng sự cứu rỗi và cơ hội để ăn năn á là sẵn sàng cho tất cả mọi người, bất kể họ lỗi lầm bao nhiêu. Và chúng ta thấy à, chúng ta so sánh ha, ở trong Jonah đoạn 1 câu 2, ông bạn chị em lật ra, ông bạn chị em sẽ thấy rằng: "Ngươi khá chổi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã thấu lên trước mặt ta." là cái đoạn 1 câu hai á, là cái cái lệnh của Chúa ban đầu á, là kêu la nghịch cùng nó vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta à, nhưng mà qua Jonah đoạn 3 câu hai á, thì Chúa nói rằng ngươi khá chờ dậy hãy đi đến thành lớn Nineveh và rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi nó khác với lại kêu la nghịch cùng nó à, hai câu kinh thánh này nè cũng có điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau Nó quan trọng Cái cái điểm đầu ấy là khá chỗ dậy đi đến thành Ninive Thì giống nhau Nhưng mà khác nhau ở chỗ lần đầu ấy là kêu la nghịch cùng nó Và lần sau là rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi Kêu la nghịch cùng nó ở đây có nghĩa là gì? Là tố cáo tội ác nó à, Vạch trần tội ác nó ra Kêu kêu lên à, La lên Về cái tội ác nó và không không nhân nhượng nó Không thương tiếc nó nhưng mà qua qua ở cái cái đoạn 3 câu 2 là rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi, rao ra, rao giảng ra. Có nghĩa là trong cái sự rao giảng đó có cái sự nhân từ, có cái sự hiểu, có cái sự cảm thông. Bởi vì sao? Bởi vì Jonah đó, trong cái đoạn 2 á, Jonah đã trải qua những cái sự những cái biến cố à trong cái cái bước đường của ông và ông đã ăn năn, Jonah đã phạm tội không Vâng lời chúa và Yona đã ăn năn thì ông kinh nghiệm được cái sự tha thứ của chúa như thế nào thì ông mới có thể nói Rao ra à, lời mà chúa phán dạy cho dân thành Ninive được bởi vậy chúng ta cũng phải kinh nghiệm được trong đời sống của mình sự tha thứ của chúa à, sự à, nhân từ của chúa thì chúng ta mới có thể nói ra được với những cái người khác về tấm lòng yêu thương và nhân từ của chúa như thế nào trên đời sống chúng ta và nội dung cái thông điệp như vậy á à, à, Chúng ta thấy à, Jonah đã à, Thực hiện lời của Chúa à, Ông ông thực hiện lời của Chúa là Ông à, đi và khởi đầu Vào trong thành đi một ngày Thì rao giảng và nói rằng Còn 40 ngày nữa Nineveh bị đổ xuống Còn 40 ngày nữa Nineveh bị đổ xuống à, à, Đổ xuống như là Ra phát ra phát ra phát Ông cứ nói như vậy Cái tiếng Hebrew á, Rồi à, À, chúng ta thấy cái câu rao giảng của ông á Có phải là ông giảng hay quá nên dân thành đi Niva, tin không? À, chúng ta thấy tự nhiên mình á, là một người không quen không biết gì với ai đó Không quen không biết gì với cái dân thành đó Không phải là người dân thành đó luôn Giờ từ đây mình đi qua Campuchia đi Rồi cái mình đi nói với người ta là Còn 40 ngày nữa cái thành này đổ xuống ai tin mình? Có ai tin mình không? Mà tại sao cái dân thành này nó không quen không biết gì với anh Jonah rồi á, là là một cái dân ác độc à, nói lặng hoạn là người ta, người ta, người ta, người ta, đánh người ta người ta giết mình mà tại sao khi mà Jonah nói ra như vậy mà họ tin ngay họ tin ngay và liền rồi họ còn ăn năn nữa họ ăn năn cả một dân thành luôn tập thể như vậy tại sao có phải là ông Jonah ông, à, ông Jonah giảng hay không không ông giảng không có hay gì hết trơn á giảng cục ngủ à. à chị chị Nguyên nói đúng đó, Chúa làm ở trong tấm lòng của người dân ở đó cũng là một ý đúng à, và xin thưa với ông bạn chị em rằng á à, khi mà Jonah giảng giảng nha còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống à, nếu như một người bình thường người ta nghe vậy người ta rất khó chịu giống như bây giờ ông bạn chị em mà đi ra ngoài người ta mình đi làm chứng đi mình thấy nhà, người ta cái bụng to lên người ta nói, mình nói ung thư gan rồi sắp chết rồi tin Chúa đi có, có phải là đánh vô cái 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 sự đau khổ của người ta không? hay là người, mình đi ra mình nói à, ừ, uống rượu như vậy á, là sẽ à, hại gan hại phổi à, coi chừng xuống địa ngục tin chúa đi cái lời làm cái lời làm chứng của mình á, nó không có hay ho gì cả phải không? đó là giống như ông Yona vậy đó vậy mà người ta nghe và người ta tin vì sao thứ nhất là Jonah rao giảng đúng với lời đức chúa trời giao à, rao giảng trong cái lời rao giảng của ông có uy quyền của Đức Chúa Trời, có quyền năng của Đức Chúa Trời, làm ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến tấm lòng của người dân thành Nideve. Ngày hôm nay ông bạn chị em đừng lo ngại là cái lời làm chứng của mình phải hay ho như thế nào đó người ta mới tin Chúa. Mình chỉ làm chứng một cách đơn giản thôi, với tất cả tấm lòng của mình, với tất cả cái tâm huyết của mình mình làm chứng. Và chắc chắn rằng trong cái lời làm chứng mình sẽ có uy quyền, có năng quyền của lời của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hành động ở trên tấm lòng của người nghe Và điều thứ hai là Jonah sau truyền đạt rõ ràng Còn 40 ngày nữa Thì đây là một cái cảnh báo cụ thể Về thời gian và về cái hậu quả Tạo nên một cái sự cấp bách và nghiêm trọng Để khiến dân thành Nineveh này không thể xem nhẹ Và điều tiếp theo nữa đó Là tâm lý và tình trạng dân thành Nineveh như thế nào Dân thành Nineveh cảm biết được cái sự sai trái của mình, cảm biết được cái tội lỗi của mình. Và họ khi khi mà nghe lời cảnh báo của Jonah như vậy đó, họ à, thấy được cái sự chính xác, sự đe dọa thật sự, đây là sự đe dọa thật sự và điều này dẫn đến cho họ là ăn năn ngay lập tức. À, ăn năn ngay là và liền rồi tiếp tục một cái điều nữa là có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, giống như chị à, Nguyên hồi nãy nói, đó, Đức Chúa Trời biết họ như thế nào họ có cái tấm lòng như thế nào ngài đã chuẩn bị lòng người Ninive à, tại sao á là chúa làm cho Pharaon cứng lòng không phải là chúa làm cho Pharaon cứng lòng đâu là chúa biết trước rằng Pharaon đã cứng lòng rồi cho cho nên ngài tiếp tục ngài hành động à, hết lần này đến lần khác để Pharaon à, bắt buộc phải đưa dân cho cho dân Israel ra khỏi Ai Cập thì ở đây cũng vậy chúa biết trước tấm lòng của người dân Ninive như thế nào và ngài chuẩn bị cho họ một cái tấm lòng mềm mại sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng lời rao giảng của Jonah à, và chúng ta thấy trong những cái sách khác ở trong kinh thánh nhiều lần Đức Chúa trời cũng làm mềm lòng con người để mà họ có thể nhận biết tội lỗi của mình và ăn năn à, ngày hôm nay chúng ta cũng vậy Chúa đánh động trong tấm lòng của chúng ta chỉ mình chúng ta biết với Chúa mà thôi mình có tội lỗi gì Ăn năn với Chúa ngay lập tức Tiếp tục nói là tác động của sự rao giảng Yuna đi vào thành Và rao giảng lời của Đức Chúa Trời Một cách trực tiếp Và không hề do dự Đây có một sự mạnh mẽ và quyết đoán à, Trong cách rao giảng Ông rao giảng trung thực lời của Đức Chúa Trời Không thêm không bớt à, Không nói nhăn nói cụi, à, Không nói tào lao Nói thẳng vào lời của Đức Chúa Trời Và à, đã tác động đến cái tấm lòng của người dân Ninive. ngày hôm nay cũng vậy chúng ta hãy dùng lời của Đức Chúa trời chúng ta không thêm không bớt trong kinh thánh hãy nói một cách mạnh mẽ một cách dứt khoát và chúng ta khi mà chúng ta cầu nguyện cũng vậy chúng ta cầu nguyện giải cứu đuổi quỷ cũng vậy chúng ta phải nói mạnh mẽ và dứt khoát chúng ta đừng ậm ờ chẩn chừ tôi thấy có một số mục sư luôn á cầu nguyện nhà xin Chúa ẩm, giải phóng cái người này ra khỏi con quỷ đi Thôi đi ra đi đi ra đi. Mình đừng có nói vậy, đừng đừng có năn nỉ nó, mình nhân danh Chúa Jesus đi ra, đuổi nó ra một cách mạnh mẽ chứ mình không có sợ hãi. Đây ở đây cũng vậy, Jonah không sợ hãi. Đối với một cái dân quá ác độc, quá hung ác như vậy mà ông không hề do dự ông nói một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Và có một cái số à, những cái nhà giải kinh á, hoặc là họ giải kinh ở bên ngoài thôi chứ không căn cứ vào kinh thánh. Họ nói rằng à, có lẽ là Jonah á À, được nhả được con cá mà con cá lớn mà nó tấp vô trong bờ mà nó nhả ra mà ông ông lọt từ trong miệng cá ông đi ra vậy này là nói gì người ta chẳng nghe nhưng mà ở trong kinh thánh này không có nói như vậy cho nên là tôi chỉ tôi chỉ nói những cái điều mà người ta nói thôi nha rồi người ta nói rằng có lẽ có lẽ là ở ở cái dân thành đieneve đó họ gặp những cái biến cố tai ương như động đất thiên tai dịch lệ trước đó xảy ra liên tục rồi họ bắt đầu họ mới lo lắng sợ hãi cho nên khi mà nghe Jonah nói như vậy là họ họ lập tức họ được uh, tác động mạnh mẽ. À, đó là những cái lời mà giải thích cá nhân của một vài uh, học giả, một vài mục sư ha. Rồi tiếp tục chúng ta thấy rằng á uh, câu chuyện về uh, Jonah, về dân thành Nidive á uh, có áp dụng gì cho bạn, cho chúng ta ngày hôm nay không? Jonah uh, ông uh, Jonah ổng à uh, um, Ông ăn năn như ông cũng ăn năn nhưng mà ăn năn nửa vời. Còn dân thành Nineveh, dân thành Nineveh ăn năn nhưng mà ăn năn ngay lập tức, ngay và liền. À, một cách toàn diện, một cách nhanh chóng. Bây giờ chúng ta thấy nè, chúng ta chúng ta so sánh nè. Ông ông Jonah đó, ổng khi mà ổng nghe lời Chúa bắt đầu là ổng không vâng lời, ổng ổng đi trốn, nhưng mà ổng ổng là khi mà ổng không vâng lời, ổng quyết định nè, toàn là những cái quyết định sai lầm đi xuống đi xuống đi xuống hết. Đầu tiên là ổng xuống Gia-phô, rồi ổng xuống à, ta si à, rồi ổng xuống à, tàu, rồi ổng xuống lòng tàu, rồi ổng xuống biển luôn. Rồi chui vô bụng cá luôn. Ha à, ổng xuống, xuống 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 không. Còn á à, còn ông à, ông khi ông, ông vua đó, ông vua dân thành y ni á, à, chúng ta thấy khi mà à, chúng ta nhìn vào ở trong kinh thánh, à, chúng ta đọc thì chúng ta thấy khi mà ông Ông vua ổng nghe toàn thành phố mà các dân các người dân của ông ăn năn như vậy thì ổng làm gì? Ổng đứng lên. Ổng ổng dân thành Nive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiên ăn mặc bao gai. Từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ, câu năm câu sáu, tin ấy đồn đến vua Nive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Như vậy á Ông đứng dậy chứ không có đi xuống giống như ông Yona ha Ông đứng dậy rồi lột cái áo bào mình ra Đứng dậy là rời bỏ khỏi cái chỗ, cái ghế của mình Cái ghế của cái sự ô uế cái sự dơ bẩn Lột áo bào mình ra Lột bỏ những cái tội lỗi cũ Những cái những cái điều dơ giấy, những cái điều phạm tội Những cái tội ác tay trời mà Từ trước giờ ông đã ra lệnh cho dân sự Ông làm cái chuyện đó Bây giờ ông lột áo bào mình ra Rồi ông còn làm gì nữa Ông um, quấn bao gai và ngồi trong tro. Quấn bao gai có uh, có vinh dự gì không? Không có vinh dự gì cả. Đó là một hành động ăn năn của người ngày xưa. Quấn bao gai nó nó khó hơn là quấn uh, mà, mà mà áo bào chứ. Ông đảo lột áo bào mình ra vào quấn bao gai rồi ngồi trong tro chứ không phải là ngồi trên cái ngai vàng. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta ăn năn với Chúa đó thì chúng ta phải lột bỏ những cái tội lỗi cũ, những cái đời sống cũ, những cái bản chất cũ rồi chúng ta à, mặc bao gai ở đây cái hình ảnh cái biểu tượng cho chúng ta là gì đó là không có một cái à, không có có một cái sự à, dễ dàng cho chúng ta đâu khi chúng ta ăn năn với Chúa chúng ta phải làm lại từ đầu à, những cái bước khởi đầu rất là khó khăn nhưng chúng ta phải bước phải quyết định phải có một cái sự quyết định và chúng ta hành động như thế nào để phục hồi lại đời sống của chúng ta và chúng ta nhận biết rằng mình ăn năn với Chúa như vậy là một cái sự ăn năn thật lòng chứ không phải là ăn năn nửa vời. Còn Jonah là sao? Jonah ăn năn nửa vời là ông á, ông bị vô bụng cá, ông bị rong rêu vấn vít, có như là ông giống như là ông ở trong âm phủ rồi á, giống như sự chết bao bọc ông rồi. Ông không còn con đường nào thoát ngoài việc là cầu nguyện xin Chúa cứu hết, à, xin Chúa cứu con. Và ông đã ăn năn nhưng mà khi mà ông Chúa cứu ra, cứ à, Chúa cứu ông ra đó. Ông đến ông rau giảng cho dân thành Nineveh vậy Cuối cùng ông sao Ông có sự đấu tranh với Chúa Ông ông giận dữ lắm Ông nói rằng ấy là Tại sao Chúa lại cứu cái dân thành đó Ông không có vui Như vậy ông có ăn năn thật hay không Ông không có ăn năn thật Ông chỉ ăn năn trong cái lúc mà ông gặp nghịch cảnh khó khăn Rồi hết nghịch cảnh khó khăn rồi Ông lại tiếp tục đấu tranh Ông lại tiếp tục à, lầm bầm à, Ngày hôm nay À, chúng ta có giống như yona hay không ai là người giống như dân thành Ninive? những cái người giống như dân thành Ninive vậy mà dễ nói ông bạn chị em có nghĩa là họ sống trong tội lỗi họ lặn ngực trong tội lỗi họ nhận biết mình là người có tội rõ ràng là ai cũng nhìn thấy ở cái ông đó cái người đó đó ăn cướp ăn trộm đâm thuê chém mướn giật dọc bảo kê rồi làm những cái chuyện đồi bại những cái người đó như vậy á khi mà họ gặp được Chúa, Chúa tác động lên họ rồi á, họ nhận biết mình là tội lỗi rõ ràng và họ ăn năn ngay lập tức. Còn chúng ta nè, cái điều mà chúng ta cần phải xem suy, suy, suy xét lại nè, là chúng ta không có giống như họ. Chúng ta đâu có tội lỗi đâu, chúng ta có có làm điều gì sai trái đâu. Và à, chúng ta nói rằng không con không có tội gì cả con không cần ăn năn gì cả bởi vì à, học thức con có địa vị con có xã hội con có hội thánh con có con làm chứng chỉ bắt tem rồi à, con à, phục vụ chúa trong hội thánh nè con dâng hiến một phần mười hàng tuần con đi nhóm con không có cái điều gì phải ăn năn cả và cái đó là cái cái lừa dối cái lừa dối lớn nhất mà sa tan nó lừa dối chúng ta những cái tội lỗi kín dấu Chúng ta cần phải xưng ra trước mặt Chúa để từ bỏ nó. Còn nếu mà mình cái cái tội lỗi mà ai cũng thấy rành rành ra đó thì rồi á nhận biết cái điều đó còn chưa chưa hay bằng cái người mà có những cái tội lỗi kín dấu nào đó mà mình không xưng ra trước mặt Chúa. Ở đây á chúng ta có ai giống như Jonah không? Mình tự mãn, mình tự mãn rằng đời sống của tôi tốt đẹp. Mình tự mãn rằng á mình là tiên tri của Chúa, Jonah là một tiên tri của Chúa Jonah tự mãn cái điều đó Mình mình bào chữa về cái sự công bình riêng của mình Nhưng những cái sự công bình riêng của mình Là những cái chiếc áo nhớp trước mặt Chúa mà thôi Chúng ta hãy xét lại đời sống mình Xem mình đã làm cái điều gì sai lầm Và sai lầm từ đâu Cái điều đó mới là quan trọng Jonah không nhận ra cái sai lầm của mình Không vâng lời Chúa và từ cái cái sai lầm đó mà dẫn đi đến sai lầm này sai lầm khác sai lầm nọ sai lầm tiếp tục dẫn đến sai lầm mà không biết dừng lại tại đâu và khi mà um, chúa cho thấy rằng uh, cái sai lầm đó uh, cần phải được ăn năn thì lúc đó bước đường cùng rồi chúng ta mới ăn năn với chúa rồi khi ăn năn với chúa xong chúng ta lại tiếp tục làm bầm oán trách chúng ta nói rằng đời sống của người đó đó đó, à, họ xấu xa như vậy con không có giống như người đó à, con không có à, tà dâm con không có phạm tội con không có ăn trộm ăn cắp con không có làm gì điều, điều gì sai hết chúa phạt người đói chứ tại sao mà chúa phạt con con không có làm gì điều gì sai nhưng chúng ta hãy xét lại lòng của mình mình đã làm điều gì sai trước mặt chúa nhiều khi tôi cũng rơi vào trong cái tình trạng của ông Jonah Ông Yuna nghĩ mình là tiên tri Ông Yuna không có tội gì cả Và ông không có ăn năn trước mặt Chúa Và tôi nghĩ rằng tôi cũng đâu có làm gì phạm tội với Chúa đâu Và tôi cũng phục vụ, cũng hầu việc Chúa mà Và tôi đã có cái cái sự tự mãn Có cái 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 sự biện luận về cái công bình riêng của mình Và điều đó dẫn, dẫn tôi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác Và Chúa đã dạy dỗ tôi, đã nhắc nhở tôi rằng con phải biết mình sai từ đâu và ăn năn ngay lập tức, ăn năn ngay và liền. Vậy chúng ta, chúng ta biết mình sai từ đâu và chúng ta phải ăn năn ngay lập tức. À, chúng ta phải à, có những cái bài học như Jonah truyền đạt lời của Đức Chúa Trời một cách trung thực, rồi chúng ta phải nói lời của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng và à, và mạnh mẽ một cách khẩn cấp nữa trong việc rao giảng của Jonah. Jonah rao giảng một cách khẩn cấp vì cuộc đời này là ngắn ngủi và không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta hãy rao giảng lời của Chúa một cách khẩn cấp và chúng ta cũng phải tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta tin chắc rằng khi chúng ta rao giảng thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ tác động vào lòng người nghe, không phải bởi năng lực của chúng ta mà bởi sự hiện diện quyền năng của Chúa. Rồi Chúa sẽ chuẩn bị lòng người nghe. Chúng ta hãy cầu nguyện cầu nguyện thay vì thay vì anh chị em chúng ta có những người nào đó có vấp phạm, có phạm tội điều gì, chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em chúng ta và để anh chị em chúng ta được nhắc nhở, được Chúa Thánh Linh ngài nhắc nhở và Chúa chuẩn bị lòng lòng của những người anh chị em chúng ta và khi chúng ta cầu nguyện thì họ lập tức họ nghe và họ ăn năn để tin nhận Chúa, họ ăn năn để họ xưng nhận tội lỗi của mình ra trước Chúa. Và Jonah đã rao giảng lời của Chúa Đã mạnh mẽ trong việc quyết đoán à, Để mà đem cái dân thành Ninive này Ăn năn một cách lập tức Một cách ngay và liền Một cách toàn diện Ngày hôm nay hội thánh của chúng ta Hãy ăn năn với Chúa tất cả mọi người chúng ta Ăn năn một cách toàn diện Một cách ngay lập tức giống như dân thành Ninive vậy Chứ không phải là lần hồi ăn năn Ăn năn chần chừ, ăn phản kháng ban đầu Rồi á, ăn năn kéo dài ra mà cũng không hoàn toàn nữa à, cuối cùng á khi mà dân thành Ninive họ à, họ ăn năn họ được Chúa tha thứ rồi á thì lại là lại là lầm bầm lại là oán trách Chúa dễ à, lắm chúng ta cũng sẽ giống như Yona bởi vì sao họ ác quá mà tại sao họ không bị à, Chúa phạt à, họ ác quá mà Chúa phải phạt họ mới à, mới công bình à, còn Chúa không phạt họ thì à, à, mình sẽ có sự bất bình tại sao chúa lại không phạt những người người đó những người đó làm những nhiều điều gian dối tội lỗi mà cuối cùng họ được hanh thông cuối cùng họ được tốt đẹp vậy chúa ở đâu sự công bình của chúa ở đâu và chúng ta thấy ở đây ở trong cái câu tiếp tục như chúng ta thấy rồi một cái điều nữa nè là đức chúa trời đã ăn năn tại sao tại sao trong kinh thánh lại nói là chúa là ăn năn chúa phạm tội hay là gì mà chúa phải ăn năn bây giờ đức chúa trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình đức chúa trời bèn ăn năn sự họa mà ngài đã phán sẽ làm cho họ và à, và ngài không làm sự đó đức chúa trời có phải là ngài phạm tội rồi ngài phải ăn năn không hay là ngài sai lầm, ngài quyết định cái điều gì sai lầm ngài phải ăn năn không? Không. Đức Chúa Trời không hề phạm tội, Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài bản chất của ngài là không thay đổi bản chất yêu thương, công bình, thánh khiết, ân điển. Những cái đặc điểm đó đó luôn luôn nhất quán, luôn luôn thống nhất. Những cái về kế hoạch sự cứu rỗi của ngài, sự cai trị của ngài cũng không thay đổi theo thời gian. Vậy á, nhưng mà Đức Chúa Trời phản ứng trước sự ăn năn của con người khi dân thành Ninive thực sự ăn năn Và thay đổi cái hành vi Họ đã đáp ứng Theo cách Đức Chúa Trời mong muốn Ngài hứa rằng nếu con người ăn năn Ngài sẽ tha thứ và không thực hiện sự phán xét Điều này cho thấy lòng thương xót Và ân điển của Đức Chúa Trời á, Ngài không thay đổi ở trong bản chất yêu thương Công bình của mình Nhưng Ngài thay đổi gì? Phương thức hành động Dựa trên sự thay đổi của con người Ngài thay đổi phương thức hành động hoạt động của Ngài Dựa trên sự thay đổi của con người ngày hôm nay chúng ta nè à, chúng ta thấy đức chúa trời yêu thương kẻ 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 gian ác lẫn người công bình ngày ban mưa ban nắng à, và ngày khi mà Ngài tạo dựng vũ trụ này tất cả đều là tạo vật của ngài tạo dựng nên thì ngài yêu thương tất cả mọi người à, không kể gì người gian ác hoặc là người à, công bình à, ngài à, duy trì ngài à, ngài bảo trì cái 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 cuộc sống của chúng ta cái quả đất này cái cái hệ mặt trời này, cái hành tinh này. Ngài duy trì điều đó, nếu ngài không có bảo trì, ngài không bảo dưỡng, ngài không chăm sóc chúng ta mỗi ngày thì chúng ta không thể nào tồn tại được đến bây giờ. Ngài yêu thương chúng ta và ngài muốn tất cả mọi người đều được cứu, đều được Chúa tha thứ tội lỗi và đều ăn năn ở trước mặt Chúa. Đức Đức Chúa Trời ăn năn về sự họa mà ngài đã phán cho dân thành Ninive không phải là sự thay đổi về bản chất hay mục đích của ngài mà là sự phản ứng nhất quán với sự ăn năn thật lòng của con người. Ngài vẫn giữ đúng lời hứa về sự tha thứ của Ngài khi con người ăn năn quay đầu lại và sống theo đường lối của Ngài. Do đó chúng ta hãy ứng dụng ở trong đời sống hiện tại của mình. Chúng ta có lại tiên tri Jonah không? Ăn năn mà không có không có ăn năn ngay lập tức, ăn năn từ từ chậm chậm dần dần rồi khi mà bị bị Chúa đưa vào bước đường cùng mới ăn năn. Rồi chúng ta có cậy vào sự công bình riêng của mình không? Chúng ta có rơi vào cảm giác tự mãn khi nghĩ rằng tôi chấp sự hội thánh, tôi mục sư truyền đạo, tôi con mục sư. Tôi không có việc gì tôi phải ăn năn hết, những người nào tội lỗi thì mới ăn năn thôi. Chúng ta có rơi vào điều đó không? Ai trong chúng ta nghĩ rằng mình tốt đẹp, mình hoàn hảo? Ai trong chúng ta có giữ được à, sự ham thích học kinh thánh, có trung tính đi nhóm thờ phượng Chúa, có giữ được tấm lòng nóng cháy, được tình yêu ban đầu đối với Chúa không? Hay là chúng ta đã nguội lạnh từ lâu rồi? Hồi trước mới tin Chúa tôi á, sốt sắng lắm tôi đi đâu tôi cũng làm chứng. Nhưng mà bây giờ thì cái cái sự sốt sắng đó còn hay không? Hay là chúng ta? đã để điện thoại công nghệ mạng xã hội à, trang web Facebook chơi game xem phim nó chiếm mất thời gian của chúng ta nó làm chúng ta mất đi tập trung đối với Chúa gây ra những cái sự sao lãng ở trong việc thờ phượng, cầu nguyện, đọc kinh thánh hàng ngày. Tôi à, đã bị nghiện ngập ở trong cái, cái 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 điện thoại và tôi đã đã quyết định là từ bỏ. Tôi đã tôi đã nghiện cái Facebook rất là lâu rồi, tôi từ bỏ tôi không có à, tôi không cầm điện thoại để lướt Facebook à, để để sao để tập trung vào trong việc thờ phượng Chúa, trong việc cầu nguyện, trong việc học lời Chúa. Ngày xưa tôi lướt Facebook một ngày ta 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi đã từ bỏ được cái chuyện mà lướt Facebook, nghiện điện thoại rồi. Chúng ta có mê đắm với cái chuyện với cái việc kiếm tiền vật chất tiêu dùng. Chúng ta đặt giá trị của thế gian của trần thế thay vì tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự giàu có của tâm linh không? Rồi chúng ta có sống giả hình không? Đi nhà thờ thì khác, về nhà thì khác. Đi nhà thờ ăn mặc đẹp đẽ, nói năng những cái lời nói rất là đẹp đẽ, rất là hoa mỹ, rất là sang trọng, nhưng về nhà nói bậy chửi bậy, rồi nói dối, rủa xả anh chị em mình, rồi nói hành, ghen ghét, đố kỵ, giận dữ vân vân rồi chúng ta có nói những lời hư không những lời nói tầm phào không có nghĩa là không hại đến nay nhưng mà nó cũng tào lao lắm nó không có đâu vô đâu hết á à, tôi nói chuyện trên trời dưới đất ai nghe nghe không nghe, nghe thôi có như vậy hay không rồi à, chúng ta có xem trọng gia đình bạn bè hơn chúa không có nghĩa là tôi không tôi hôm nay tôi nghĩ nhà tôi phải à, à, chăm vợ chăm con hay là chăm cháu tôi không đi nhà thờ được chúng ta có nghi ngờ Chúa Chúng ta có cảm thấy mất hy vọng Khi mà chúng ta không được Chúa đáp lời cầu nguyện mình không Rất nhiều, rất nhiều phải không anh chị em Chúng ta cần phải xét lòng mình với Chúa Và mình phải ăn năn ngay từ lúc này Nếu không nó muộn màng giống như Yona Nó đi từ sai lầm này đến sai lầm kia Tôi đã từng như vậy anh bạn chị em Tôi đã sống một đời sống giả hình Có nghĩa là mình đi nhà thờ À, đối với mọi người nhìn vào gia đình mình ở à, gia đình này tốt đẹp nè yêu mến chúa nè đức tin mạnh mẽ học lời chúa nhưng thật sự trong đời sống của tôi nhiều khi tôi đã làm những điều không đẹp lòng chúa nhưng mà tôi đâu có ăn năn đâu tôi nghĩ rằng à, đâu ai biết đời sống của mình mình có làm điều gì sai trái không ai biết nhưng mà chúa biết và ngài sẽ tỉa sửa chúng ta ngài sẽ sửa phạt chúng ta nếu chúng ta không ăn năn ở trước mặt Chúa, à, Chúa yêu chúng ta và Ngài sẽ làm những cái điều Ngài Ngài sửa phạt chúng ta như là như vậy. À, à, hồi nãy tôi nói một với cái tôi nói cái vấn đề là Chúa tại sao Chúa ăn năn cái sự sự họa đó là khi mà con của chúng ta đi chúng ta nói là không có làm nha có nghĩa là cái điều cái lời phán của chúng ta phán ra với nó đó là không được làm nhưng mà cuối cùng ấy, nó đã vi phạm cái điều đó rồi chúng ta có bỏ nó không chúng ta có phạt nó không rồi chúng ta có 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 có, có hủy hủy diệt nó không không chúng ta sẽ tha thứ cho nó nếu nó biết ăn năn nó nhận lỗi chứ nếu mà nó 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 ăn năn nhận lỗi mà chúng ta vẫn trừng phạt nó vẫn không tha thứ cho nó như vậy có xứng có chúng ta có phải là người cha người mẹ yêu thương nó không không phải do đó khi mà Chúa yêu chúng ta, Chúa muốn chúng ta ăn năn lỗi lầm của mình và à, Chúa sẽ tha thứ những cái lỗi lầm chúng ta, Ngài sẽ thay đổi cái sự họa mà Ngài dán ở trên đời sống của chúng ta. Thì giờ này, xin kính mò thánh chúng ta cùng đứng lên để chúng ta xét lại tấm lòng mình, chúng ta cầu nguyện ăn năn với Chúa trong tình yêu và lòng nhân từ vô biên của Chúa. Chúng ta hãy đến trước Ngài với tấm lòng khiên nhường và ăn năn chân thật hôm nay tôi kêu gọi mỗi người ở trong chúng ta từ tận đáy lòng hãy nhận diện và từ bỏ những lỗi lầm đã khiến chúng ta xa rời chúa hãy cùng nhau ăn năn và trở lại với ngài ai trong chúng ta còn cậy sự công bình riêng của mình còn tự mãn rằng tôi là một người đạo đức thánh sạch không có phạm tội gì không hãy ăn năn với chúa về sự kiêu ngạo của mình trong cuộc sống bận rộn này, nhiều khi chúng ta đã bỏ quên sự cầu nguyện. Lơ là trong việc đọc kinh thánh và học lời Chúa. Chúng ta để cho những lo toan áp thử cuộc sống cuốn đi mà quên mất rằng Đức Chúa Trời luôn mong chờ chúng ta gần gũi với Ngài. Anh chị em ơi, liệu chúng ta có để công nghệ và mạng xã hội chiếm lĩnh tâm trí, khiến chúng ta mất đi sự tập trung vào Chúa? Sự phân tâm có làm giảm đi thời gian thờ phượng, cầu nguyện và đọc kinh thánh hàng ngày của chúng ta. Hãy ăn năn và xin Chúa giúp chúng ta làm lại sự tập trung và sự thờ phượng Chúa thật sự. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và cầu xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm. Hãy cùng nhau dành thời gian cầu nguyện đọc kinh thánh lời Chúa mỗi ngày. Hãy để cho lời Chúa soi sáng và biến đổi đời sống của chúng ta sống một đời sống thánh khiết và đẹp lòng Ngài Có vậy chúng ta đã đặt giá trị của mình vào việc kiếm tiền Vào của cải trần thế thay vì tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự giàu có tâm linh Chúng ta hãy thành tâm ăn năn xin Chúa Giúp chúng ta biết đặt Ngài lên hàng đầu Tìm kiếm sự giàu có trong tâm linh và sự sống đời đời Chúng ta có đang sống giả hình Phạm những tội lỗi như Phạm những tội lỗi như lận lừa đảo ghen ghét đố kỵ nói hành giận dữ rủa xả anh em mình mà chúng ta vô tình không chúng ta hãy để chúa soi sáng cho chúng ta thấy được những lỗi lầm của mình trước mặt chúa mà chúng ta ăn năn với ngài những tội lỗi kính dấu mà ngài mà ngài muốn chúng ta ăn năn với chúa để chúng ta trở lại con đường công chính chúng ta có tội lỗi kính dấu nào hãy xưng ra trước mặt chúa lẽ trong lòng của chúng ta cũng đã từng nói dối Giận dữ Và có lúc chúng ta cũng chửi rủa làm tổn thương người khác Những hành động này Không chỉ làm đau lòng Đức Chúa Trời Mà còn làm tổn thương chính mình Và những người xung quanh Chúng ta cần an năn Từ bỏ những lỗi lầm này Và quay trở lại với một tấm lòng khiêm nhường và hối cải Nếu trong lòng của chúng ta Còn ai đang giận dữ Hãy để tình yêu và sự tha thứ của Chúa xóa tan những điều đó Nếu ai còn đang nói dối Hãy để sự chân thật của Chúa tràn đầy trong lòng mình Nếu ai còn chửi rủa hãy để những lời nói yêu thương và khích lệ thay thế Hãy cùng nhau ăn năn và quay trở về với Đức Chúa Trời Hãy để cho Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta Dẫn dắt chúng để nhận được phước lành và sự bình an của ngài. Có khi nào chúng ta xem trọng bạn bè, gia đình hơn Chúa. Hãy ăn năn và xin Chúa giúp chúng ta biết yêu thương và quan tâm đến người thân nhưng không để điều gì vượt lên trên tình yêu và sự thờ phượng ngài. Có bao giờ chúng ta cảm thấy mất hy vọng và khó khăn trong việc tin cậy vào Chúa? Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự an ủi và niềm tin vững vàng để chúng ta biết rằng ngài luôn luôn bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi chúng ta anh chị em yêu dấu ơi chúng ta hãy cùng nhau tận đáy lòng thưa với chúa rằng chúa ơi con thật lòng ăn năn và xin ngài tha thứ hãy để chúa đổi mới tâm hồn nhường và ăn năn chân thật. Chúng con nhận biết rằng mình đã phạm nhiều lỗi lầm khiến chúng con xa rời ngài. Hôm nay chúng con cầu xin ngài ban cho chúng con sự soi sáng để nhìn thấy những tội lỗi ẩn giấu, kín giấu và giúp chúng con thành tâm ăn năn. Lạy Chúa, nếu có ai trong chúng con còn tự mãn, tự cho rằng mình là người đạo đức thánh sạch và không phạm tội gì, xin Chúa tha thứ cho sự kiêu ngạo đó của chúng con. Xin giúp chúng con biết nhận diện và từ bỏ tính tự mãn từ bỏ cái sự công bình riêng của mình bởi vì điều đó là áo nhớp trước mặt chúa mà thôi để chúng con luôn kiêm nhường ở trước mặt ngài trong cuộc sống bận rộn này chúng con nhiều khi đã bỏ quên sự cầu nguyện lơ là trong việc đọc kinh thánh và học lời chúa chúng con đã để những lo toan áp lực cuộc sống mà cuốn đi quên mất rằng ngài luôn mong chờ chúng con gần gũi với ngài Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con biết đặt Ngài lên hàng đầu trên cuộc sống chúng con. Cho chúng con trước hết biết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì Ngài sẽ ban cho chúng con mọi điều khác nữa. Lạy Chúa chúng con đã làm Chúa buồn lòng. Xin Chúa tha thứ những cái sự mất tập trung của chúng con vào Ngài. Sự phân tâm đã giảm đi sự thờ phượng Chúa. Chúng con xem sự thờ phượng Chúa là một hình thức, là một thói quen là một lễ nghi tôn giáo nhiều khi chúng con đến đến nhà thờ thờ của chúa chúng con thích ngồi ở ngoài nói chuyện chúng con cảm thấy việc bước vào trong nhà thờ thờ phượng chúa nó thật là nặng nề đối với chúng con chúa ơi xin chúa tha thứ tội lỗi đó cho chúng con chúng con xin chúa ngày hành động trên đời sống của chúng con cho chúng con yêu chúa mỗi ngày chúng con học lời chúa chúng con cầu nguyện tương giao với chúa để lời chúa soi sáng và biến đổi cuộc đời của chúng con Giúp chúng con sống một đời sống thánh khiết và đẹp lòng Ngài Chúa ơi Lạy Chúa chúng con Đôi khi chúng con đã tự đặt cái giá trị của mình Vào việc kiếm tiền Vào việc kiếm những cái của cải vật chất trần thế này Thay vì tìm kiếm Chúa Chúa ơi chúng con thành tâm ăn năn và xin Chúa Giúp chúng con biết đặt Ngài lên trên đời sống của chúng con Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Tìm kiếm sự giàu có ở trong tâm linh Tìm kiếm những cái Những của cải ở trên trời mà ngài dành sẵn cho chúng con khi chúng con được trở về với ngài bởi vì á, những cái điều gì ở trên trần thế này chỉ là hư không chỉ là hơi nước thoáng qua chỉ là vật chất tạm bợ mà thôi xin chúa ngài nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con nguyện đời sống của chúng con luôn luôn bước đi trong thánh ý của chúa sống trong những cái điều mà chúa muốn làm những cái điều mà chúa muốn chúng con làm những cái đời sống giả hình phạm tội lỗi đều bị cất bỏ trong danh Chúa Giêsu Christ. Những cái linh nói bậy, gian lận, lừa đảo, ghen ghét, nói hành, giận dữ, rủa xả Trong danh Chúa Giêsu Christ hãy đi ra khỏi chúng ta ngay từ giờ phút này Đi ra hết, đi xuống vực sau Xin Chúa soi sáng cho chúng con thấy những tội lỗi ẩn giấu Và chúng con xin ăn năn thật trước tấm lòng của mình Trong lòng của chúng con Chúng con xin dâng lên cho Chúa Chúng con xin Chúa ngày sử dụng đời sống của chúng con Để làm đẹp lòng Chúa để làm công cụ đắc lực trong công việc nhà của Ngài. Hết lòng của chúng con, tự tận để lòng chúng con, chúng con cảm tạ và ngợi khen danh Ngài. Chúng con cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. <laughs>